Thiền Trì Thôn là một tiểu thế giới vù tính, là do thánh hiền cổ đại tạo ra, núi sông Mỹ Lệ, linh tuyền ngân bộc, cốc bích kỳ tuyệt, lão tùng chát căn, cảnh sắc vô cũng tráng lệ. Lúc này, một chiếc đỉnh đang lơ lửng giữa hư không, sương mù bao phủ, tàn mát ra dược hương thấm đẫm ruột gan. Tiền hóa dịch mạnh nhất chính thức bắt đầu được tình luyện. Mấy người diệp phàm không trì hoãn chút thời gian nào, sau khi gom đủ thần liệu lập tức bắt đầu tiến hành. Thiền mệnh thần nham, tử giới chỉ tâm, thái sơ mệnh thạch, bất tử dược dịch thần huyết, lần lượt được cho vào, sau đó là cả trăm loại phụ liệu, mỗi dạng đều cực kỳ quý ra, cho vào một lò. Khi lựa chọn lò luyện thuốc, mọi người đặc biệt nghị luận, ban đầu định dùng thần nữ lô nhưng sau lại phủ quyết. Đây tuy là bào lô của đại thánh, được hằng vù đại đế trợ giúp luyện thành nhưng cũng không thích hợp để chế thuộc, khí phách cương liệt có thừa nhưng độ tường hòa không đủ, trong đó hỏa khí quá mạnh, vốn có tính công kích. Cuối cùng, mọi người quyết định dùng chiếc đỉnh của Diệp Phàm bởi vì vạn vật mẫu khí bản thân nó chính là tiên khí trí thần trí tôn từ thuộc hai thiên lập địa, dùng nó để tạo ra bảo dịch sẽ có tác dụng xúc tiến hợp lý. Ngoài ra, không chọn thần nữ lô là vì nó không phải là dược lô chuyên nghiệp, sát khí quá mạnh, nhiều năm như vậy đã chém giết không ít cao thủ, chưa bao giờ tẩy luyện, mà vạn vật mẫu khí đỉnh lại khác. Thân là vạn vật mẫu khí, chưa từng nhiễm bụi trần, trời sinh ngăn cách tử khí, siêu nhiên thế gian. Trước đỉnh này bất kể là làm vũ khí hay dược đỉnh đều là thiên hạ trí tôn. Ngầm lại, năm đó độc nhân lựa chọn sử dụng nó chắc cũng đã lo lắng mười phần. Trong thiên trí thôn, mọi người đều lặng lặng chờ đợi. Đại đỉnh đang lơ lửng, rất nhiều người cũng không cảm thấy buồn chán, đều trong mắt nhìn, biết là cần tới mấy tháng nhưng vẫn rất kích động, vô cũng chờ mong. Vạn vật mẫu khí lưu truyền, cơ động nhật nguyệt tinh tú, từng đạo tinh huy chiếu xuống, cuối cùng hóa thành một mảnh trắng xóa, thu hết vào trong đỉnh. Nơi đó trời quang mây tạnh tiền khí bao phủ dựng dục sinh cơ vô tận các loại đạo quang ẩn hiện thoạt nhìn rất thần bí khó lường triết xuất tiến hóa dịch mạnh nhất đang thuận lợi diễn ra mỗi thời khắc đều có chuyên gia trông coi không chấp nhận một chút sai sót nào người của thiên tri thôn đặc biệt coi trọng xã thánh ngồi xếp bằng dưới một góc cổ thụ chụt lá rụng cây lay cũng không nhúc nhích như đạo hóa đá tiến hóa dịch mạnh nhất vô cũng quan trọng có thể khiến thiên đình nhất phi trùng thiên cũng liên quan tới truyền thừa tương lai hắn tự mình tọa quan, dù là mấy tháng cũng sẽ không nhúc nhích. Về phần những người khác cũng là như vậy, mỗi ngày thay nhau thủ hộ. Đại hắc cầu lại vô cùng nóng lòng, nước miếng nhìn nhẹ ra, không chịu rời mắt. 12 tên tù binh vương tộc đều vô cùng khiếp sợ, không ngờ bọn họ lại gom đủ thần liệu, có thể tinh luyện tiến hóa dịch tới giai đoạn này, đúng là một kỳ tích. Ở quốc gia Vĩnh Hằng, thế lực lớn nhất muốn khai lò cũng phải chuẩn bị cả ngàn năm, sưu tầm khắp các tinh vực cũng chưa chắc thu đủ số khoáng vật cần thiết, không đơn giản như nơi này nói làm là làm được ngay. mấy tên tù binh trọng yếu phải chú ý tới vạn vật mẫu khí đỉnh, lúc này đang chờ ở đây vì khi cần là phải có ý kiến của bọn họ. đương nhiên, Diệp Phàm không hoàn toàn tin tưởng, lúc nào cũng sẵn sàng lục lại thức hại bọn họ để khiến quá trình này không có chút tì vết nào. mấy ngày đầu, mọi người không rời mắt đi, nhưng sau nửa tháng, tâm tình dần khôi phục, bắt đầu đi làm những việc của chính mình tiến hóa dịch giai đoạn 4 không hề đơn giản, vô cũng dường ra, dù dùng phương pháp luyện đan của thần minh cổ đại tiến hành nhưng nhanh nhất cũng cần tới 4 tháng. Mấy ngày này, ngoại giới càng thêm không bình tĩnh, xảy ra nhiều lần đổ máu. Các tộc tranh đoạt khoáng vật thần tính đã không còn là bí mật, chuyện về tiến hóa dịch ai ai cũng biết. Nhưng mà không nhà nào có thể một mình tinh luyện, căn bản thu không đủ được các loại thần liệu. Viện Trinh đánh tới chủ tinh Vĩnh Hằng nơi đó có sẵn tiến hóa dịch mà những đại gia tộc kia vì nó cũng tích lũy không ít thần liệu cần thiết. Chủ chiến, công phạt trở thành một quan điểm chung, hóa thành một cỗ sục sôi. Các đại vương tộc Thái Cổ đều muốn viễn trinh, công chiếm chủ tinh vĩnh hằng, vì báo thủ, vì cướp lấy tiến hóa dịch mạnh nhất. Những nhân vật ở Thiên Tri Thôn lại trở nên bình tĩnh lại. Lý Hắc Thủy, Lệ Thiên, Đại Hắc Cầu trở lại bình tĩnh, thì thoảng ra ngoài tầm bảo, muốn kiếm thật nhiều đồ tốt, thái độ cũng nhẹ nhàng hơn nhiều diệp phàm rời đi hai năm thời gian cũng không lâu đợi việc chế thuốc đi vào quỹ đạo ổn định liền rời đi tìm kiếm một ít cố nhân đáng tiếc cái cừu u khương thần vương đúng là thần long bất kỳ hình vĩ căn bản không thể tìm được không có chút tin tức nào rồi sau đó hắn đi trọng địa yêu tộc gặp lại xích long đạo nhân khổng tức vương lại lặng lẽ tới khương gia gặp tiểu đình đình khiến nàng vô cùng kích động hắn cũng lặng lẽ đi giao trì cũng quan sát thần thai cửu khiếu kia tây mạc nam lĩnh trung châu Bắc Nguyên cũng đều lưu dấu chân hắn. Tuy nhiên, hắn ở Phật Quốc vẫn không nhìn thấy An Diệu Y. Nàng tự phong mình trong thạch tháp 9 tầng, bế quan 2 năm, nam vực, thái huyền truyết phong, cảnh vật vẫn như trước. Tu vi của Trương Văn Sương thật sự tiến bộ rất chậm, nhiều năm vậy mà vẫn ở hóa long bí cảnh, chưa đặt tiên thai, diệt phàm cũng không biết phải nói gì. Tuy nhiên, hắn cẩn thận quan sát lại thấy đạo cơ của Trương Văn Sương rất vững chắc, đúng là từng bước đi lên cùng nghiêm khắc như Diệp Phàm đối đãi với Tiểu Tùng, Lý Nhược Ngu không cho Trương Văn Sương dễ dàng đột phá, bắt tiến từng bước ổn định. Lặp đi lặp lại, Trương Văn Sương càng thêm trầm ổn cực kỳ, dù nói tới cha mẹ vợ con nhưng vẫn ung dung đối mặt, trong mắt chỉ còn mang chút tang thương. Nếu có cơ hội trở về, người có đi không? Diệp Phàm hỏi, ngày nay, Thiên Trí Thôn có hai mẫu hạng, có thể vượt qua không gian, hắn biết tọa độ của địa cầu, tự nhiên có thể trở về nhưng nếu muốn trở về cũng phải cực kỳ bí mật không thể cho người khác đi theo vì hắn không muốn trở thành tội nhân vạn nhất chiến tranh lan tới đó thì sẽ vô cùng phiền toái hơn nữa hắn cũng có chút lo lắng mẫu hạng này còn có liên hệ chưa dứt với vĩnh hằng bị bọn họ biết được thì sẽ là một hồi tai nạn trở về cũng không thay đổi được điều gì đứa nhỏ đã lớn vợ đã theo người khác ta xuất hiện trước mặt bọn họ chỉ càng thêm thương cảm so với đó trương văn sương im lặng không nói tiếp hắn thay đổi rất nhiều, không còn hay hồi tưởng quá khứ, không tự kiềm chế được như trước. Hiện tại, trong lòng hắn đã buông ra rất nhiều thứ. Ngày sau, ta sẽ trở lại, chỉ là ở rất xa nhìn bọn họ một chút, ta không xuất hiện, không gặp lại đâu. Trương Văn Sương nói, cuối cùng lạ trạ rơi lệ, cuối cùng Trương Văn Sương lấy ra một quyển kinh thư giao cho Diệp Phàm đây là một bộ cổ kinh là vu điệp công chúa đưa cho diệp phàm ghi lại phương pháp tự nhiên đại đạo được hắn tặng cho lý nhược ngu Năm đó, Lý Nhược Ngu có lời rằng khi Diệp Phàm sắp tấn chức thánh nhân, có thể tới thu hồi. Lý Nhược Ngu sớm dạo chơi thiên hạ từ trước, có nói Trương Văn Sương rằng nếu Diệp Phàm từ tinh không trở về thì giao kinh thư này cho hắn. Diệp Phàm rời đi, hành tẩu trong thiên hạ, quan khán nhật nguyệt tinh tú, xuất nhập đại trạch, tìm kiếm long huyệt. Tương lai sẽ có một hồi đại chiến, bắt đầu tinh vực sẽ trở thành chiến trường chính, hết thảy đều chỉ vì tiên. Thành tiên lộ, Diệp Phàm bắt đầu lo lắng sâu xa hắn tất nhiên sẽ trở thành nguyên thiên sư chỉ còn cách một chút nữa phía núi rừng đất đai tương lai sẽ trở thành binh khí trong tay hắn cần cẩn thận tìm kiếm hắn đã gặp lại nhiều người dù sao chỉ rời đi hai năm cũng không quá lâu không có gì quá nhớ mong nhưng ở sâu trong lòng hắn đã có một chút không tự nhiên hắn nghĩ tới đứa nhỏ vô tình đi tới yên quốc là nơi ngày xưa gặp được cô bé nhưng hôm nay thanh này đã hủy người đã không biết nơi nào chỉ còn cảnh thê lương nhiều năm như vậy cô bé như biến mất khỏi nhân gian Thủy Trung không biết nơi nào. Hắc Hoàng cũng từng tìm kiếm mà không thấy được tung tích của bé. Diệp Phàm dùng hoàng huyết xích kim, tiền lệ lục kim làm phần thưởng nhưng Thủy Trung cũng không ai cung cấp được manh mối có giá trị, ngoại trừ một ít kẻ lừa đảo. Viện Trinh Vĩnh Hằng Vương tộc Thái Cổ rốt cục có hành động, nhóm đại quân đầu tiên được tập hợp, vì số lượng mẫu hạng có hạn, đây là một liên quân của rất nhiều tộc cổ tộc vẫn chưa lập tức giết đi, nhóm người này chỉ có tính chất do đường, dù kêu gào người ở chủ tinh Vĩnh Hằng là con kiến nhưng không dám quá sơ xuất. Dù sao lần trước, chủ tinh Vĩnh Hằng đã tiêu diệt một ít tổ vương cổ tộc, cũng ma diệt một ít chủng tộc khiến trong lòng bọn họ có kiên kỵ. Đại loạn bắt đầu rồi, hai hệ thống văn minh rốt cục phải va chạm sao. Diệp Phàm chính mắt nhìn thấy liên quân cổ tộc rời đi. Cổ tộc rất bưu hàn cường già như mây, nhưng đám giò đường này chỉ tạo ra chút mưa gió, khẳng định không chiếm được nhiều tiện nghi, dù sao Vĩnh Hàng cũng từng có thần minh cổ đại. Thành, giai đoạn đầu tiên của luyện chế tiến hóa dịch đã xong. Trong thiên trì thôn truyền ra một mảnh hoan hô, vạn vật mẫu khí đỉnh bị tiên vụ bao phủ, dâng lên một mảnh thụy màu, bảo dịch trong suốt, mùi hương thơm ngát khiến ai cũng rung động. Thu hồi sơ dịch, tiếp tục tiến hành giai đoạn 2. Từ một ngày này, mấy người Lý Hắc Thủy, Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch đều bế quan, dùng tiến hóa dịch giai đoạn thứ nhất này để đề thăng cảnh giới. Về phần thánh hoàng tử, cờ tử lại cần ít nhất là tiến hóa dịch giai đoạn 2 trở lên mới có hiệu quả, huyết mạch cũng thực lực mới có tiến bộ. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi. Diệp Đồng cũng đã tới thời khắc mấu chốt để chảm đạo, không được dùng bảo dịch. Hắn tiền đồ vô lượng, loại cửa ải này cần tự mình ngộ đạo, không thể dùng ngoại lực được. Lại thêm một tháng, tiến hóa dịch giai đoạn thứ hai đã thành công cửa tử, thánh hoàng tử bế quan như Diệp Phàm lúc trước bắt đầu đột phá. Tháng thứ ba, vạn vật mẫu khí đỉnh vẫn trầm phù trong núi, đủ loại dị tượng hiện ra, có thanh long, tiên phương, quang huy vạn trượng, tiến hóa dịch giai đoạn 3 đã thành công tinh luyện. Liên quân viễn trinh của vương tộc Thái Cổ rất được mọi người kỳ vọng, tuy rằng mang tính chất do đường nhưng một khi thăm dò, rất có thể sẽ mang tới cho bọn họ một hồi đại kỳ ngộ tiến hóa dịch mạnh nhất khiến mọi người như phát cuồng ai cũng đang chờ đợi tin tức được truyền lại qua đó sẽ phát động đại quân mạnh mẽ hơn thiên trí thôn những ngày này lại rất yên lặng ngay cả đại hắc cầu cũng đi bế quan tẩy luyện thân thể tiến hành đột phá từ giai đoạn thứ nhất thứ hai thứ ba tiến hóa dịch lần lượt thành công luyện ra những nhân vật trọng yếu của thiên đình bắt đầu bế quan không còn mấy người ở lại Sát thánh vẫn sừng sững bất động như tượng đá ngồi dưới góc cổ thụ thủ hộ vạn vật mậu khí đỉnh Ngoài ra, Diệp Phàm cũng rất tự do, hắn chờ đợi tiến hóa dịch giai đoạn thứ tư, ba giai đoạn đầu không có hiệu quả với hắn, không thể khiến hắn thăng cấp được. Mấy ngày này, hắn luôn ngồi xem tự nhiên đại đạo, nghiên cứu kinh nghĩa của quyển kinh thư, cảm thụ sâu sắc sự gian khổ để trở thành thánh nhân. Bước qua một cửa này, phá kén thành điệp. Nhưng, muốn từ một con trùng hóa thành con bướm xinh đẹp thì nói dễ hơn làm, từ xưa tới nay, không biết có bao nhiêu người không thể qua được một cửa này xưa nay có ức vạn tu sĩ không phải là hóa điệp mà chết trong kén của mình, không thể phá quan. Diệp Phạm nghiên cứu thật lâu, chờ đợi tiến hóa dịch giai đoạn thứ tư, chỉ cần thành công tinh luyện, hắn lại tiến thêm một bước, đủ chiến lại thánh nhân. Mọi người trong thiên tri thôn còn có một người không dùng tiến hóa dịch, đó chính là Diệp Đồng. Hắn sắp chạm đạo, hết thảy phải dựa vào chính bản thân hắn. Sư phụ, ta tính ra ngoài một chuyến, tìm kiếm cơ hội đột phá công cùng xưởng xích. Diệp Đồng tính toán đi du lịch thiên hạ, tìm cơ hội đột phá cùng đi đi diệp phàm gật đầu sư huynh ta đi cũng huynh tuyệt đại song tiêu chúng ta cũng ra tứ hải giải phục tiểu quang đầu hòa hoa nói người nhỏ gắn lớn hắn là đưa thích tự do liên tục chạy khắp nơi này tới nơi khác chăm chỉ tu luyện đi diệp phàm đánh hắn văng đi khí cơ vạn vật mẫu khí đỉnh tường hòa mấy tháng qua vẫn bao bọc trong tiên vụ càng ngày càng bất phàm tiến hành chế thuốc cộng minh với đại đạo Việc này đối với nó cũng rất có lợi. Tiền quang dâng lên, các loại trật tự thần liên bắn ra bốn phía, bụi trần khó có thể nhiễm vào. Toàn thân nó khắc đầy phù văn, là những đạo ngân phức tạp khó hiểu. Diệp Phàm nhìn thoáng qua trước đỉnh của mình, tâm thần không minh, lại nhắm mắt tìm hiểu đại đạo tự nhiên. Ngoại giới, các tộc đều đang chờ mong, hy vọng nhận được tin tốt từ chủ tinh vĩnh hằng truyền lại. Tiền hóa dịch rất trọng yếu khiến bọn họ vô cùng khát khao. Mấy ngày nay, phòng ba cũng giảm đi một ít. Việc tranh đoạt khoáng vật thần tính cũng trùng xuống vì không ai nguyện ý lấy ra giao dịch. Diệp Đồng Hóa thành một thanh niên bình thường, một đường khổ hạnh tiến nhập Trung Châu. Hắn luôn tự hỏi bản tâm đang thiếu cái gì, hắn luôn suy nghĩ làm thế nào mới có thể đột phá. Một đường này, hắn quên đi hết thảy, không nghĩ điều gì, trong lòng chỉ có hai chữ tràn đạo. Mãi tới sau đó, hắn nghĩ tới sự đau khổ khi còn nhỏ, tới thái dương thần tộc bị người ta diệt tộc, nghĩ tới lão bộc trung thành vì cứu hắn mà chết, cuối cùng hắn nghĩ tới Diệp Phàm Người sư phụ này cứu hắn, truyền cho hắn pháp môn, điểm khai tiên thai của hắn, khiến ao nghĩa thái dương chân kinh của tổ tiên tự hiện trong lòng. Hắn có được một bộ thái dương chân kinh trọn vẹn. Đây là bí mật lưu truyền trong máu của tổ tiên tộc hắn, dù kinh văn sớm thất truyền, chỉ cần huyết mạch thái dương thánh hoàng thức tỉnh thì sẽ tự động hiện. Chẳng đạo, chém hết chấp niệm, phá hết căn cứ. Diệp đồng hành tàu không mục đích, một mình cô Linh trong khi hết sức tràm đạo này, hắn nghĩ tới thảm cảnh bị kim ô tộc đuổi giết khi còn ở tử vi tinh. Cha, mẹ, trong lòng hắn nén đau, những hình ảnh khi còn nhỏ hiện lên, nhiều năm qua hắn luôn phong bể, không muốn đối mặt, nhưng hôm nay, vì chàm đạo, những gì thống khổ nhất, những vết sẹo lòng sâu kín nhất cũng đang bung ra. Tỷ tỷ, ta nhớ tỷ, bóng hình tỷ tỷ hiện ra, diệt đồng hai mắt rưng rưng, không kìm nổi kêu lớn hắn có một tỷ tỷ, trong tình trạng nguy hiểm đó đã quên mình cứu hắn, toàn thân là máu, còn tươi cười với hắn, bảo hắn phải sống thật tốt. Đó chính là một cô gái có thiên phú phi phàm, là kỳ tài ngút trời nhưng còn nhỏ, vẫn chưa trưởng thành. Để phải ngoan đó. Bên tai Diệp Đồng vẫn còn quanh quần âm thanh của tỷ tỷ, cô gái trước khi chết vẫn nhẹ nhàng nói với hắn những lời đó, vết đổ, lệ rơi, nét cười chua xót, bảo hắn nhất định phải sống, phải trưởng thành. Tỷ tỷ ta sẽ sống tốt. Hai mắt Diệp Đồng trực trào lệ, đưa tay lên, vuốt ve phía trước, như muốn chạm vào khuôn mặt non nớt đầy quan tâm kia. Nàng như đang cười, lại trào ra hai dòng lệ, như vẫn ở căn nhà lúc trước, bảo hắn phải kiên cường. Kim ô gào thét, từng đạo kim quang xẹt qua trời cao, phán nát cung điện, không ngừng đuổi giết. Đã chết, đều chết hết. Màu huyết thê lương, từng sinh mệnh điêu linh, từng thân nhân đổ gục, muốn nằm lấy cũng không được, đều vì hắn mà ngà xuống, muốn tranh thủ cho hắn một sinh lộ. Diệp Đồng khóc. Tuy đã trôi qua nhiều năm, nhưng chàng giết chóc năm đó vẫn hiện rõ trong mắt khiến nội tâm hắn như bị cào xé. Chào đạo là một trong những cánh cửa tàn khốc nhất, hết thầy đều đã tái hiện, hết thầy rồi lại trôi qua. Nhiều năm qua, Diệp Phàm cứu hắn vẫn chưa thể hoàn toàn cứu vết nội tâm non nớt. Hai đồng còn nhỏ kia vẫn bị hắn chôn sâu trong đáy lòng. Ngày nay, vết sẹo bung ra, đứa nhỏ lại xuất hiện. Một đứa bé đáng thương cô đơn bước về phía trước, không tin bất luận kẻ nào luôn nơm nớp lo sợ chỉ dám làm bạn với chim chóc muông thú trong rừng đôi mắt to mang theo nước mắt người đầu hỏi một con chim nhỏ vĩnh viễn là bào xa cha nói vĩnh viễn yên lặng bảo hộ ta tương lai là ở lúc nào tỷ tỷ nói tương lai nàng sẽ xuất hiện còn có thể tới gặp ta ta biết bọn họ sẽ không xuất hiện nữa cũng như khương bà bá vì bảo hộ ta mà mãi mãi mất đi những điều này đều là trí nhớ của một đứa nhỏ năm sáu tuổi lúc này giấy rách nội tâm diệp đồng khiến hắn không kìm nổi phải hét lớn Diệp Đồng rất thống khố, hắn bước lên con đường tràm đạo mà thân tình đau khổ nhớ lại. Đây chỉ là một bộ phận của tràm đạo đã khiến hắn khó có thể chịu đựng nổi. Bởi vì đây là nỗi đau lớn khi hắn còn nhỏ, tạo ra một vết thương không thể xóa nhòa. Hắn là một người trọng tình nghĩa, không tìm được, không quên được, một lần nữa đối mặt chỉ có máu chảy đầm đìa. Sư phụ tràm đạo như thế nào khi người trở về vừa lúc biết được tin dữ rằng song thân đã mất, cũng đau đớn vô cùng nhưng người lại không nói một điều gì ta phải kiên trì, sư phụ từng nói, thương cũng tốt, bi cũng tốt, đổ máu rơi lệ chỉ tự mình biết, không cần phải la lớn, không cần để cả thế gian này biết. Con đường của tu sĩ là đau khổ, là một mình gặm nhấm sự cô độc và tịch mịch, là thưởng thức sự chua xót mới có thể bước càng cao, chừng này chưa là gì cả. Sư phụ ngay cả đại đạo cũng nghịch trảm, chừng này đáng gì, ta muốn đối mặt, ta muốn nhìn thẳng, sớm muộn gì ta cũng sẽ quay lại từ vi tinh, tới tảo mộ cho phần mộ hoang vắng của tỷ tỷ hai mắt diệp đồng càng lúc càng kiên nghị, bước ra từ trình thế giới đau khổ của mình, cùng đứa nhỏ trong lòng mình đi tới. thân thể hắn đang nở rộ hào quang, như một vòng mặt trời giữa hư không, từng bước từng bước đi tới, toàn thân bao bọc trong ánh lửa hừng hực, biến thành một thái dương thần. đạo của ta, con đường của ta, không đi theo quy tích của sư phụ, phải siêu thoát kinh văn tổ tiên, không chịu ước thúc của tiền nhân. hai mắt diệp đồng càng lúc càng rực rỡ kiên định cất bước từ trong hoang dã dâng lên càng lúc càng cao xa tà tu chính là thái dương chân kinh xưa nay chưa từng có hai người chứng đạo cũng một con đường vì thoát khỏi nó chỉ có thể bắt lấy ngọn nguồn diệp đồng tế ra trận thai bàn cờ rảo bước tiến vào vực môn nhằm vào phía mặt trời muốn chém ra đạo không giống người thường của bản thân leo lên tới tuyệt đinh khi hắn hiện ra hỏa tinh vô tận đang bay múa ngọn lửa đang thiêu đốt bừng bừng đây là một thế giới lửa Diệp Đồng tới gần mặt trời, ánh quang hừng hực, nhiệt độ đáng sợ đủ hủy diệt hết thảy trên thế gian. Mà hắn tu thái dương chân kinh, toàn thân tắm trong biển lửa cũng bất hủ bất diệt. Hắn muốn tiến vào mặt trời, chém ra con đường của mình. Nếu hắn bị người ngoài biết được nhất định sẽ cho rằng hắn bị biên, rất nhiều cổ thánh cũng không dám làm. Ồ, thật kinh người, mặt trời của bắc đầu tinh vực có ấn ký đại đế cổ, một con kim ô đang tung cánh, bay tới gần mặt trời màu nhìn trong mặt trời có mấy miếng lá màu vàng như là phiến lá phủ tang thần thụ có khắc lạc ấn đại đế cổ trường tồn xa xưa khó có thể mà diệt một con kim ô khác cả kinh kêu lớn diệp phàm sau khi trở về từng hỏi gia thánh biết được có hai kim ô đi tới bắt đầu lúc đó cũng rất giật mình bởi vì đây là hai vị cổ thánh đến từ một nơi tên là hòa tang cổ tinh nơi đó là thế giới kim ô thiên tài đại nghệ chính là bị chuẩn đế ở nơi đó giết chết hai con kim ô này tới từ hỏa tang tinh chỉ là tới đây dò đường. Sau khi xuất hiện ở Trung Châu, chúng nằm về phía mặt trời để thăm dò cổ tích. Ồ, nơi đây có một tiểu tử, hóa ra là trí dương thể bẩm sinh so với hỏa thể của kim ô tộc ta càng thêm đáng sợ. Thái dương trí tinh quán thể, thanh tẩy thân thể hắn, không chút thương tổn. Sinh cơ của hắn thật mạnh, có thể sánh bằng đại đế cổ của tộc ta khi còn nhỏ. Hai kim ô phát hiện ra diệp đồng đều lộ ra vẻ kinh ngạc rồi sau đó bọn họ phát hiện diệp đồng sắp tràng đạo cô độc ra đi muốn tiến vào mặt trời tiến về phía mấy chiếc lá vàng kia soát hai kim ô hiện thân chặn trước đường hắn lộ ra dị sắc đây tuyệt đối là một tiên trùng nhân tộc hiếm thấy trên đời tiểu hữu ta thấy người thần tư thiên thành nếu nguyện ý gia nhập làm môn hạ kim ô tộc ta sẽ truyền cho ngươi bảo điển vô thượng hai mắt diệp đồng lập tức hiện vẻ thanh minh nhìn về phía hai kim ô chân mày liền dựng thẳng lên hắn nhớ tới phụ thân mẫu thân nhớ tới tỷ tỷ còn nhỏ, chính là bị kim ô tộc diệt môn. Không muốn. Hắn không chút do dự cử tuyệt. Vì sao, chúng ta là thánh nhân, chẳng lẽ không xứng làm sư phụ người sao? Một con kim ô nói. Ta đã có sư phụ, không làm môn hạ người khác nữa. Diệp Đồng đáp lại. Thật sao, để ta xem sư phụ ngươi cường đại như thế nào? Một con kim ô chỉ tay ra, giam cầm một đạo chấp miệng trong mi tâm Diệp Đồng ra. Hắn không muốn bỏ qua trí dương thế này vì tương lai sẽ có trọng dụng với việc đột phá cảnh giới của hắn. Tiền chủng hiếm có muôn đời, bất kể là làm đệ tử hay đỉnh lô đều có giá trị vô lượng. Một con kim ô khác cũng động thủ, muốn giam cầm sở học của Diệp Đồng, nhưng thái dương chân kinh dung nhập vào máu Diệp Đồng, hóa thành phủ văn thần bí, khó có thể thành hình. Chỉ có một ký hiệu màu vàng như ẩn như hiện mặt thôi. Cái gì đây có thể là đại đế văn? hai con kim ô lập tức khiếp sợ nhưng sau đó lại lộ ra vẻ mừng như điên được 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 thầy trò chúng ta thật có duyên trên người hai kim ô phát ra quang hoa rực rỡ thiếu niên này bọn họ phải nắm lấy không thể buông tha ta đã có sư phụ sẽ không bài sư nữa diệp đồng nói nhưng mà dưới thánh nhân hết thầy đều là con kiến hắn dù kim diệm thế nào cũng chỉ là người sắp tràng đạo cảnh giới quá kém căn bản không có biện pháp chống lại một con kim ô điểm tay ra liền giam cầm chấp niệm của hắn thấy được sư phụ hắn là diệp phàm liền hiểu ra rất nhiều thì ra là thánh thể nhân tộc vừa mới tới phiến tinh vực đã nghe được rất nhiều chuyện về người này không ngờ hắn là sư phụ của ngươi tuy nhiên hắn là gì chỉ là một tên trảm đạo nho nhỏ sao sánh bằng hai thánh nhân chúng ta được một con kiến mà thôi ta chỉ nâng tay đã giết được hắn đồ nhi ngoan theo chúng ta đi thánh thể nhân tộc kia sao sánh bằng chúng ta được nếu ngươi không tin, chốc nữa ta sẽ trấn áp thủ cấp của hắn. Hai người này đã hạ quyết tâm, đại đế phủ văn trong máu diệp đồng nhất định phải lấy ra, ngươi cũng phải mang đi. Đây là một bảo vật vô giá đối với bọn họ. Diệp đồng phẫn nộ nhưng không thể động đậy, không có cách nào đối kháng được thánh nhân. Thiên trì thôn, cổ lâm và cổ phi lập tức tìm tới diệp phàm, báo cho hắn biết diệp đồng có thể đang gặp phiền toái. ở trên mặt trời hai huynh muội này là truyền nhân của thần toán tử, nắm giữ thần học thôi diễn phi phàm, bói toán ra vị trí của Diệp Đồng. Diệp Phàm không nhiều lời, lập tức tế ra trận thai, chìm vào hư không, đánh về phía mặt trời. Không ngờ các ngươi lại trích xuất được bảo dịch nghịch thiên, có thể phá vỡ công cùng xiềng xích, tiến vào thành cấp. Một con kim ô cả kinh nói, bọn họ là cổ thánh, pháp lực vô biên, phiên vân phúc vũ, dễ dàng thu thần niệm của Diệp Đồng ra đọc. Ha ha ha, một con kim ô khắc cười lớn, vô cùng đắc ý. Một tiền hóa dịch từ thái sơ mệnh thạch, luyện ra có thể tương đương với thần đan, tuyệt đối là vô giá. Thật sự là không nghĩ tới sau khi đi vào phiến cổ tinh này lại có được đại cơ duyên nghịch thiên như vậy, chúng ta sẽ thu hết phần tạo hóa này vào tay. Bọn họ sớm thành thánh, không thể dựa vào bảo dịch này tiến thêm nhiều nhưng dù sau đây cũng không phải phàm vật, chắc chắn có tác dụng cải tử hoàn sinh, khiến thân thể trường sinh hai kim ô khí thế như đau liệt thiên toàn thân mình chiến khiến hư không như sụp đổ trong cơ thể chúng tràn ra yêu khí ngập trời thái dương thể đại đế văn tiến hóa dịch khiến hai con cổ kim này vô cùng hưng phấn ánh mắt nhìn diệp đồng càng lúc càng nóng bỏng bái nhập là môn hạ của ta tương lai ngươi không thể hạn lượng chắc chắn sẽ vô cùng huy hoàng diệp đồng phản kháng căn bản không chịu khuất phục chúng ta sẽ làm ngươi hồi tâm chuyển ý người không phải có một vị sư phụ sao, chỉ là một kẻ trảm đạo, lập tức giết hắn. Hai Kim Ô thật ung dung, thần là thánh nhân nhìn xuống chúng sinh, nâng tay cũng đủ đánh chết những tu sĩ chưa thành thánh. Ồ, tiến hóa dịch mạnh nhất ở thiên trì thôn, hãy để chúng ta nhìn xem đó rút cục là gì, làm sao có thể đoạt được tạo hóa như vậy. Một con kim ô điểm ra, muốn thăm dò tiên thai của Diệp Đồng để hiểu rõ hết thảy bí mật, xích. Đột nhiên, thanh quang ngũ sắc tạo tới, hóa thành năm thanh bảo tịch, tràn ngập hỗn độn khí tức, phong mang tuyệt thế ập tới, phốc. Huyệt quang chợt lóe lên, ngón tay của con kim ô này lập tức bị chặt đứt một phần, máu huyết văng tung tóe, thần sắc đại biến. Hắn thành thánh nhiều năm rồi, chưa có ai có thể thương tổn tới hắn mà hôm nay không ngờ bị chặt đứt ngón tay. Hắn bắt lấy diệp đồng, nhanh chóng rút lui, lùi ra ngàn trượng, thần sắc vô cũng khó coi, hai mắt hắn như điện, nhìn chằm chằm tại chỗ tự nhiên là diệp phàm tới tiến nhập cơ giáp cổ thánh thì chuyển bí thuật ẩm sát vô thượng của thiên đình chặt đứt ngón tay của thánh nhân người là ai một con kim ô khắc quạt lớn ta chính là con kiến trong miệng các ngươi chỉ là một tên trảm đạo mà thôi diệp phàm diệp phàm sừng sững giữa hư không đối mặt thái dương hỏa tinh toàn thân lưu chuyển quang hoa tuy không phải là hỏa thể nhưng có thể sánh bằng cổ thánh không sợ gì thánh huy hắn lạc ấn lên người diệp đồng cho nên nhanh chóng tìm được diệp đồng Diệp Phàm tuy dùng thần quang ngu sắc chém đứt ngón tay thánh nhân nhưng trong lòng không dám sơ xuất. Bằng thực lực chân chính mà nói, hắn vẫn chưa thể sánh bằng thánh nhân được. Hiệu quả vừa rồi hoàn toàn là do tập sát mà có. Thần sắc hắn trịnh trọng đánh giá hai vị cổ thánh này. Hai người này thân thể khô héo nhưng tinh thần quốc thước, cơ thể như được luyện thành từ vàng dòng, mặc đạo y màu vàng, lấp lánh thánh quang, chỉ đứng đó nhưng như vạn sơn áp đỉnh, khiến người ta hít thờ không thông. Đây là oai lực thánh nhân. Diệp Phàm biết đệ tử gặp nạn, lại không ngờ là gặp phải hai vị thánh nhân, lúc này đuổi tới cũng phải nhíu mày, không thể không cẩn thận ứng phó, bởi vì nếu hắn không cẩn thận, rất có thể thầy trò hai người đều phải ngã xuống nơi này. Sư phụ, Diệp Đồng lo lắng, hiện ra vẻ ưu tư, hắn biết sư phụ cường đại nhưng cũng không thể một mình độc đấu hai thánh nhân được. Người chính là Diệp Phàm, được xưng là thánh thể nhân tộc sao? Sau khi đi vào phiến tinh vực này, thật sự cũng nghe được không ít chuyện về ngươi, thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt. Một kim ô lạnh lùng nói. Thả đệ tử ta ra. Diệp Phàm không biến sắc nói. Một con kim ô khác thản nhiên đáp lại. Người này có duyên với kim ô tộc ta, trở thành đệ tử của hai ta, bái làm môn hạ của người thật đúng là trì hoãn tiền đồ của hắn. Người nếu vì tương lai của hắn cũng nên buông tay đi. Các ngươi buông tay ra, ta tuyệt không bái kim ô làm thầy, càng không muốn có thêm sư phụ, ta chỉ có một sư phụ mà thôi. Diệp Đồng rất kiên định nói các ngươi nghe rồi chứ thả hắn đi hắn là đệ tử của ta diệp phàm nói không biết tự lượng sức mình một tên trảm đạo nho nhỏ mà thôi có tư cách gì tranh đồ đệ với chúng ta hả đã tôn trọng và khách khí với ngươi đủ rồi còn không biết chừng mực thì chơi chết đi tên kim ô bị chặt ngón tay âm trầm nói lúc này màu huyết đào lưu ngón tay đã mọc lại nhanh chóng khôi phục hắn âm trầm lộ rõ sát khí bị một tên trảm đạo che mất lóng tay có thể nói là một loại gì nhục vừa rồi hắn không lập tức phát tác cũng không phải là hắn không muốn ra tay tranh đồ với ta sao ta sẽ phụng bồi diệp phàm minh chiến tiến về phía trước thần sắc bình tĩnh nói các ngươi cảm thấy mình cao cao tại thượng đối mặt một con kiến như ta chứ không biết có thể buông đệ tử ta ra đã không chẳng lẽ còn ai sợ một con kim ô cười lạnh buông diệp đồng ra đẩy hắn ra xa cả dặm cũng không lo lắng hắn chạy mất bởi vì hắn đã để lại lạc ấn trong cơ thể Diệp Đồng, có thể nháy mắt giam cầm. Ta là thánh, còn sợ cái gì, đứng trên cửu thiên nhìn xuống thương sinh, coi ngươi như cỏ rác, nếu không thích có thể tùy tay nhổ bỏ. Một con kim ô khắc nói, dù là như thế, ép trong lòng hắn cũng không dám khinh thường. Dù sao Diệp Phàm cũng chém mất một ngón tay của thánh nhân, không phải bình thường, cho dù là đánh lén. Vậy chiến thôi. Diệp Phàm nói ha ha ha, thật buồn cười, với ngươi mà đánh một trận sao, ngươi còn chưa có tư cách này, chỉ nhấc tay cũng đủ lấy mạng ngươi rồi. Kim ổ cười lời, cũng lúc nhấc tay đánh tới. Hắn tuy nói vậy nhưng vẫn âm thầm điều động lực lượng thiên đạo đáng sợ. Đây là nguyên nhân khiến thánh nhân có thể nhìn xuống thương sinh. Thần dung nhập vào trong đạo, cả đại đạo dung nhập vào thân mình, tự thân thành một mảnh đại đạo, chân thân có thể điều động nhật nguyệt, sông núi, không gì không thể. Ngàn vạn đoạn trật tự thần liên buông ra, hư không băng toái, các loại pháp tác hóa thành ánh sáng bao phủ Diệp Phàm là một kích trí mạng. Từ Kim Ô nói lời khinh thị nhưng khi động thủ lại như giết gà dùng dao mổ trâu, không hề lưu thủ, muốn một kích diệt sát thánh thể nhân tộc, ầm ầm. Thiên địa sụp đổ, nhật nguyệt đổi màu, thần tắc đại đạo hoàn toàn nổ tung, hủy diệt hết thảy. Diệp Phàm biến sắc, tiến nhập vào trong công cụ chiến tranh cấp cổ thánh, vận chuyển tất cả pháp lực, toàn thân phát sáng, khởi động dị tượng tuyệt thế. Tiên vương lâm cửu thiên, kim sắc khổ hài, hỗn độn thanh liên, sơn hà cẩm tú liên tiếp nhau, hình thành một thế giới chân thật, như lục đạo luân hồi, lại như đang khai thiên lập địa, ánh sáng hừng hực thiêu đốt, dị tượng mơ hồ, không tính là không sức mẻ, còn chưa trọn vẹn nhưng với diệp phàm thi triển vẫn rất kinh người. Dị tượng mơ hồ như một cây thiên đạo, trực tiếp xé mỡ pháp tắc thánh nhân bùng nổ, mở ra một mảnh hư không, dãy bay ra ngoài. Diệp phàm có thủ có công, dị tượng vô tận áp về phía trước, muốn bao phủ cả kim ô hai con kim ô lộ ra dị sắc. Điều này hết thảy quá mức khó tưởng tượng, chỉ là một tên trảm đạo, mượn dùng cơ thai cổ thánh, không ngờ có thể đối chiến được với một người. Ẩm. Một kích kết thúc, Diệp Phàm xé mờ ngàn vạn đạo tắc, bay lướt ra ngoài, chắn trước người Diệp Đồng. Sắc mặt kim ô vô cũng khó coi, hẳn không ngờ không bắt được Diệp Phàm vừa nói chỉ một chiêu là diệt nhưng lại bị hóa giải sát cục. Thánh thể nhân tộc quả thực có chút đạo hạnh, ta thừa nhận đã xem thường ngươi hôm nay để xem tột cũng ngươi có thoát khôi lòng bàn tay ta được hay không hắn quát khe một tiếng phía sau xuất hiện một con tam túc ô nha toàn thân như luyện thành từ hoàng kim quang hoa che cả mặt trời trong một tiếng trường minh con tam túc ô nha này tung cánh âm thanh leng keng không ngừng vang lên vô số kim kiếm bay ra cắt nát hư không keng. diệc phàm đối trọi gay gắt vẫn không thôi lui hư không phía sau sụp đổ hóa thành một thế giới màu vàng các loại binh khí bắn ra chém về phía trước đối kháng với mảnh kim kiếm. Đây là một hồi sát kiếp, nếu tiến hành trên trần thể khẳng định sinh linh đồ thán, dù đánh nhau dưới ánh mặt trời nhưng vẫn khiến ánh lửa ngập trời, mây mù liên miên. Sau lưng diệp phàm hiện lên hoàng kim thần tàng, thiên tháp, thần tịch, đạo trung, hổ lô, hóa thành quang vũ, rậm rạp chặt chẽ, va chạm với kim kiếm, âm thanh len keng không dứt. Không thể lưu ngươi. Kim ô khiếp sợ, không ngờ một tràm đạo mượn dùng công cụ chiến tranh có thể ngăn cản hắn, trong thời gian ngắn khó có thể thu phục. Điều này khiến trong lòng hắn cảm thấy khó chịu, nếu đối phương thành thánh thì sẽ mạnh mẽ tới bực nào đây, cần phải sớm bóc chết mới là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Một con kim ô khác chưa động thủ cũng âm trầm, vốn trong đánh giá của bọn chúng, bất cứ một người nào đi lên cũng đủ diệt sát diệp phàm, nhưng thực tế lại khiến hắn vô cũng rung động. Sư phụ, ta phải trảm đạo, cần đi vào trong mặt trời. Diệp đồng đột nhiên chuyển âm, lộ ra thần sắc bất an. Diệp Phàm nhíu mày, đúng lúc này Trảm Đạo sẽ vô cùng nguy hiểm, không thể để người ta quấy rầy. Hiện tại không thể tìm được một nơi yên tĩnh, mà đạo của Diệp Đồng cũng rất đặc biệt, cần đi vào trong mặt trời trói trang. Trảm Đạo vô cùng mâu chốt với một tu sĩ, sẽ ảnh hưởng tới thành tựu cả đời, nếu thất bại, rất có thể hóa thành cho tàn. Người đi đi, tiến vào mặt trời, tĩnh tâm cảm ngộ, không cần để ý hết thầy ngoài này. Diệp Phạm nói, Diệp Đồng là đại đệ tử của hắn, nghênh đón thời khắc mâu chốt hắn dù sao cũng phải thủ hộ thật tốt, không thể có điều gì bất chắc được. Diệp Đồng gật đầu, xoay người tiến nhập mặt trời. Hắn hiểu sư phụ tâm ý đã quyết, nói nhiều chỉ vô dụng, tốt nhất cần làm tốt việc của mình đã. Còn Kim Ô còn lại cười lớn nói. Người cho là có thể ngăn cản được ta sao, còn mùa lúc này hộ đạo, đúng là không biết tự lượng sức. Hôm nay, ta đánh ra nguyên thần ngươi, sưu tầng thức hải, giết tới thiên trí thôn, đoạt lấy tạo hóa của thiên bình các ngươi hắn thét dài, thành uy hạo đăng, cuồn cuộn mãnh liệt, cả mặt trời cũng như lay động, quy tắc thiên đạo cho hắn sử dụng. Đây không phải là cổ thánh bình thường, nó đã tiến nhập thánh nhân từ ngàn năm trước, đạo hạnh thâm hậu, pháp lực vô biên, vượt qua thánh nhân bình thường. Ông Đột nhiên, một cỗ khí tức khủng bố tàn mát ra, trong ngón tay Diệp Phàm xuất hiện hai hắc tiễn, tàn mát ra lực lượng vô cũng quỷ dị. Ngay cả Diệp Phàm cũng cảm thấy kinh hãi vì hai cây hắc tiễn này khi đối mặt với Kim Ô lại có chút bất đồng. Đây là binh khí của đại nghệ luyện thành, xưa này rất thần bí, từng diệt sát rất nhiều cường giảm, là bí bảo thượng cổ. Vưu. Một cây hắc tiễn bay ra, bắn nát bầu trời, ổ quang khiếp người, dài tới trăm dặm. Còn kim ô kia lập tức cảm giác được nguy hiểm, lướt người tránh né, vẫn không bị bắn trúng. Phốc. Một đạo huyết quang nổi lên, thần xí màu vàng của hắn đã bị bắn thủng, máu huyết đổ ra. Kim ô thánh nhân thống khổ rít gào, giãy ruột kịch liệt, thần xí màu vàng bị xuyên thủng, máu tươi đầm đìa chảy xuống một vị cổ thành suýt bị giết, bị thương nặng, đây không thể không nói rất kinh người, nên biết rằng đối thủ của hắn chỉ là một kẻ chàm đạo mặt thôi. Mùi tên màu đen mang theo một tảng máu lớn đi xa, xương máu lượn lờ, một cỗ tràng vực cường đại dung chuyển, một tên phá trời nứt đất, còn kim ô cổ này hóa thành hình người, sắc mặt xanh mét, cánh tay trái hắn nổ tung, xuất hiện một lỗ thủng lớn, ở đó xương trắng ẩn, máu tươi nhỏ xuống rất là dọa người. Ta lại bị ngươi làm thương tổn một loại lực lượng mãnh liệt rất nhanh dọc theo cánh tay hắn lan tràn phá hư kim ô thánh lực của hắn, chém đứt đại lượng sinh cơ, tiện ý bàng bạc khiến người sợ hãi. Vù. Diệp Phàm mở cánh tay, trong tay không có cung, trong lòng lại có ý phá hủy thiên địa. Năng lượng hóa thành trường cung bắn mũi hắc tiện thứ hai ra ngoài, vẫn như cú hướng về phía vị kim ô thánh nhân kia. Nó nhanh như một tia chớp sệt qua ngang trời, kim ô thánh nhân khẽ đập lông cánh, sáng mờ vạn đạo, lùi ra ngoài mấy trăm dặm, cũng nhanh tới cực điểm nhưng hắc tiễn không ngừng cũng biến hướng theo, không bắn trúng mục tiêu không ngừng, mang theo tảng lớn điện mang màu đen, sát ý bằng bạc kinh người. Cái gì, đây là, đạo tiễn chuyên nhằm vào kim ô tộc ta mà luyện chế thành. Một con kim ô cổ khác thế thế, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, trước tiên động thủ đánh về phía diệp phàm, lồng vàng bay vụt, mười vạn vũ kiếm cùng rơi xuống, dập nát chân không, ông. Sau lưng diệp phàm khí hỗn độn minh mông mãnh liệt, ngũ sắc thần quang che lấp mặt trời, hóa thành năm thanh bảo kiếm kiếm khí hỗn độn quét ngang ngăn cản 10 vạn vũ kiếm phía trước đây là một trận quyết đầu kiếm ý diệp phàm không có thực lực của thánh nhân nhưng khống chế công cụ chiến tranh cổ thánh lại có thể miễn cưỡng đối kháng mượn dùng bí lực của thần minh cổ đại đánh lại vù cùng một lúc diệp phàm triệu hoán hai mũi đạo tiễn màu đen trở về đánh nát tảng lớn vũ kiếm tiến hành phòng hộ là hắn là hắc tiện hắn ta để lại phía trên hỏa vân do thái dương hỏa tinh hình thành một con kim ô khác kêu to tóc tai bù xù người đầy vết máu rất là thê thảm bởi vì mùi hắc tiện thứ hai vừa rồi cũng công phá phòng ngự của hắn đâm xuyên đầu vai nổ vỡ một mảnh thánh cốt vô cùng thê thảm cường đại như cổ thánh của kim ô tộc sớm thành thánh hơn ngàn năm vẫn còn chật vật như thế bộ vị chúng tên thánh cốt vỡ nát có thể tưởng tượng uy lực của hắc tiễn lớn bao nhiêu hắc tiễn bảo vệ trước người diệp phàm yên tâm hơn một chút bằng không đối mặt hai vị cổ thành áp lực thật sự quá lớn, mặc dù có cơ giáp cường đại nhưng cũng không phải lực lượng bản thân, thể khắc mấu chốt không nhất định có thể chống đỡ được. Hai con kim ô tụ cùng một chỗ, thần sắc âm trầm, trong mắt trùm tia sáng cực mạnh, nhìn chằm chằm hai mũi tên bên cạnh hắn. Không chỉ là bọn họ, ngay cả Diệp Phàm cũng cảm thấy bất đồng, cảm ứng được sát ý ngút trời trong hai mũi tên cổ này. Đại nghệ là đại nghệ đạo tiến của thời thượng cổ, rót vào tinh khí thần và sát ý của hắn nhằm vào thánh nhân kim ô tộc ta mà luyện chế thành. Một con kim ô kêu to, lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Bọn họ đến từ hòa tăng tinh, đó là một quốc gia rộng lớn mà cổ xưa thuộc về kim ô. Khắp nơi đều là thần hòa, khắp nơi đều là bảo thủ. Kim ô xé trời cao. Những chủng tộc khác chỉ có chút ít, từ xưa đến nay đều không ai có thể tranh phong cùng tộc này. Trong thời thượng cổ, tộc này xuất hiện một vị chuẩn đế, dưới trướng có 10 vị đế tử vì tìm kiếm nơi thành tiên, từng viễn trinh một nơi sinh mệnh nguyên địa cổ xưa kết quả 9 người ngã xuống, chết trong tay một người tên là Đại Nghệ. Truyền thuyết ngày xưa, kiếp nạn đáng sợ khiến hai vị kim ô thánh nhân này trong lúc nhất thời chán nổi gân xanh, thần sắc lạnh băng tới cực điểm. Truyền đế của kim ô tộc hủy diệt chín mũi hắc tiễn tương tự, đem mảnh vỡ về hòa tang cổ tinh, rất nhiều kim ô đều từng ra mắt và cảm thụ. Nói, sao ngươi lại có loại đạo tiễn này, cùng đại nghệ quan hệ thế nào? Một con kim ô cổ dịch gào một con kim ô cổ khác dốc hết khả năng vận chuyển huyền công, đem sát ý trong cơ thể khu trừ ra ngoài, hóa đi sát khí cuối cùng ổn định thương thế, thành công chữa trị thân thể. Không phải đạo tiễn màu đen thượng cổ chân chính, nhưng là tuyệt đối ra từ tay đại nghệ, có dung nhập một bộ phận tinh khí thần của hắn, là một loại ma khí có thể giết tộc ta. Diệp Phàm nghe vậy thần sắc lãnh nhiệt, thượng cổ nhân kiệt đại nghệ bắn mặt trời để lại truyền thuyết bất hủ, cuối cùng lại đẫm máu ngã xuống trong tay chuẩn đế vô thượng khiến người than thở vốn tưởng rằng chỉ là một tên thánh thể nhân tộc mà thôi, không nghĩ tới còn nắm giữ binh khí của đại nghệ, tuyệt đối không thể lưu ngươi. Lên trời xuống đất cũng phải lấy tính mạng ngươi, máu của đế tử kim ô tộc sẽ không chảy vô ích, hết thảy liên quan đại nghệ đều phải hủy diệt. Hai con kim ô cổ âm trầm lạnh lẽo nói, bọn họ có thể tưởng tượng nếu hạ được diệt phàm đem hai mũi hắc tiễn về hỏa tăng tinh sẽ nở mặt nở mày như thế nào, ông. Hai con kim ô cổ biến mất, hóa thành thiên địa đạo tắc, chỉ có kim ô thần quang đáng sợ hiện lên, thỉnh thoảng công về phía trước, thánh nhân không gì không làm được, không đâu không có mặt. Khi một vị thánh nhân vứt bỏ những thứ khác, hạ quyết định quyết tâm sát phạt tuyệt đối sẽ làm chúng sinh run rẩy. Lúc này hai con kim ô cổ không hề coi Diệp Phàm là một kẻ trảm đạo bình thường, khi sát phạt lập tức hủy thiên diệt địa. Diệp Phàm trao mày, tế ra hai mũi đạo tiễn màu đen, phòng ngự toàn phương vị, thỉnh thoảng tiến hành công kích đối mặt hai kim ô cổ thánh cường đại hắn quả thật không có phần thắng nếu không có hắc tiễn chuyên khắc bọn họ ở trong tay nhất định sẽ ngã xuống bởi vì hắn trung quy chưa thành thánh đột nhiên dao động kỳ dị chuyển đến ở trong thái dương tinh hừng hực kia thiên tri tinh hòa ngập trời diệp đồng ngồi xếp bằng trong ngọn lửa ngộ đạo chín phiến lá màu vàng bay tới vân quanh hắn chảy ra hào quang vô cùng tường hòa khi tức đại đế cổ đang tràn ngập chín phiến phủ tang thần diệp phía trên có lạc ấn bất hủ Mau đoạt tới, hai con kim ô cổ nhìn nhau, muốn bỏ qua diệp phàm đánh qua, đem chín phiến lá cô vào trong tay, sợ lạc ân phía trên bị diệp đồng hấp thu mất. Tới lúc này, bọn họ căn bản không muốn thu diệp đồng làm nổ đệ, trong lòng nhận định hắn là lô đỉnh. Hắn có thể đột phá cửa ái quan trọng hay không, tương lai đoạt đế kinh và nguồn lửa thần minh trong cơ thể hắn mới là căn bản. Diệp phàm thét dài, nói gì cũng không thể để hai con kim ô này quấy nhiễu diệp đồng mộ đạo tại thời khắc mấu chốt này không cho phép quấy dày, vì thế hắn không tiếc vận dụng mọi thủ đoạn. Diệp Phàm ở vào thế yếu nhưng là lại hạ quyết tâm ngăn cản hai vị kim ô cổ thánh cùng bọn họ quyết chiến. Tiểu tử nguy ngã xuống lập tức. Xem ngươi có thể có mấy cái mạng, hôm nay chu sát trong thái dương tinh hỏa. Hai con kim ô ác nhiệt nói, tất cả đều dùng bản lĩnh chân chính, thủ đoạn vô cùng, pháp tắc thánh nhân minh mông, bẻ gãy nghiền nát, chém vòng trời vỡ nát không thành hình dạng sư phụ ta không sao người có thể qua đây phù tăng thần diệp có thể phòng ngự diệp đồng bỗng nhiên truyền âm trong lòng diệp phàm khẽ động dưới chân bí chữ hành triển khai nhanh như chấp giật chìm sâu vào trong thái dương hỏa tinh đứng ở trước chín phiến lá phù tăng kim quang trói mắt khí cơ của đại đế cổ tràn ngập tuy rằng không phải rất đậm đặc chỉ là một tia một luồng uy áp nhưng lại vẫn như có một kiện đế binh sống lại khiến người rung động hai con kim ô cổ đuổi giết tới nơi này đột nhiên thần sắc chấn động mãnh liệt bọn họ không thể đột phá sông không qua đây là phù tang diệp kinh tổ tiên ta để lại nói một chút thể hội của trí dương thể tu luyện diệp đồng nói diệp phàm thần sắc chấn động điều này đối với diệp đồng mà nói là một hồi tạo hóa thái dương thánh hoàng từng ra vào hành tinh này hơn phân nửa là chuyện của một hai trăm vạn năm trước khiến người cảm thán sự vô tình của lực lượng năm tháng người cẩn thận cảm ngộ nhưng chớ để bị tiến nhân một mực dẫn đi diệp phàm dặn dò diệp đồng đáp ta biết Tổ tiên cũng có di văn, nói đường của tiền nhân có thể đi nhưng trọng yếu nhất là phải tìm ra đường thích hợp chính mình. Hai con kim ô cổ khẩn trương, chín phiến phủ tang thần diệp chặn đường, bọn họ sông không qua cũng không thể thu nổi chỉ có thể trơ mắt nhìn. Còn kiến, có dám ra đây chiến một trận? Bọn họ chửi mắng diệp phàm, biểu lộ lo âu trong lòng, sợ lạc ấn trên chín phiến lá phủ tang biến mất, toàn bộ bị diệp đồng hóa sạch. Hiện tại, hai người các ngươi hưởng thụ cho tốt thời gian cuối cùng đi một hàng sau ta tất giết hai người các ngươi diệp phàm nói một hàng sau tiến hóa dịch giai đoạn thứ bốn khẳng định có thể tinh luyện ra đến lúc đó tu vi hắn sẽ nâng cao một tầng có thể chiến thánh nhân diệp phàm đứng ở gần trước lá phủ tang bị một sợi khí cơ của đại đế cổ vần quanh căn bản không cần phòng ngự toàn lực công phạt hai con kim ô hắc tiễn như tia chớp xé rách thiên địa ở trong thái dương hỏa tinh trùng kích nhằm vào huyết mạch của tộc này khắc chế kim ô thánh quang cường đại tuyệt luân hai con kim ô trước sau bị thương, bị đạo tiễn màu đen đâm thủng suýt nữa thương đến căn nguyên, liên tục giống giận lại không có cách nào. Hai con quạ lửa các ngươi, không sợ chết thì xông qua đây cho ta, hôm nay nướng các ngươi. Dược Phàm nói chuyện thật chọc người giận. Tiểu bối, ta thể tất giết ngươi. Hai con kim ô cổ giống lên, đang tiếc kiêu y chung không thể phá được từng tia từng đợt đế khí trên lá phủ tăng, hơi đến gần sẽ có nguy hiểm chia năm xảy bảy. Diệp Phàm cười lớn, tập trung tinh khí thần bắn ra một tên, bắn thủng ngực một con kim ô, trái tim đều nổ tung ra, một cái lỗ thủng lớn máu chạy đầm đìa xuyên từ trước ra sau, thành cốt và bọt máu bắn khắp nơi. Tiểu Bối, món nợ này ta nhớ kỹ, ngày sau tất nhiên xương ngươi thành cho bụi. Kim ô cổ bị thương nặng vọt lên trời, phốc. Cùng lúc đó, một con kim ô khác cũng gặp phải một đòn nghiêm trọng. Diệp Phàm thân tâm hợp nhất một tia ý chí bất diệt dung hợp vào trong đạo tiễn, bắn ra ngoài vỡ nát đùi con kim ô thứ hai, máu chảy đầm đìa. Hai con kim ô cổ giận không thể át, nhưng lại không có biện pháp, không thể công vào trong chính phiến phủ tang thần diệp hết thầy đều vô ích. Tuy rằng phẫn nộ nhưng bọn họ lại cũng chỉ đánh rút lui, đứng ở xa không tràn ngập hận ý nhìn chằm chằm phía trước. Sư phụ, ta chẳng đạo rồi, thanh âm của Diệp Đồng truyền đến, duỗi thân mà lên, mở mắt sâu thẳm như tinh không, hỏa tinh vần quanh thân, giặc chín phiến lá phủ tang đều vỡ nát, chín loại lạc ấn chìm sâu vào trong cơ thể Diệp Đồng khiến hắn thoạt nhìn càng thêm oai hùng bất phàm. Mỗi một tấc máu thịt đều đang phát sáng, toàn thân trong suốt chói mắt hơn cả mặt trời. Sát. Hai con kim ô cổ thầy thế hóa thành hai đạo tia chớp màu vàng vọt tới, muốn tuyệt sát hai thầy trò Diệp Phàm, nhưng mà chính vào giờ khắc này bọn họ lại đều sẩn tóc gáy, trước tiên rút lui, bởi vì trong tinh hỏa xuất hiện thiên kiếp có thể so với thánh nhân điện quang thật lớn từ trên trời giáng xuống bao phủ địa phương này mũ hành thiên kiếp thái dương thần kiếp hỗn độn đại kiếp thần đình trần thế kiếp lôi quang thành vùng cùng hạ xuống quét ngang mười phương hai con kim ô cổ biết rõ thiên kiếp đáng sợ thân ở trong đó nếu là đối kháng bọn họ cũng sẽ độ kiếp theo hơn nữa là đại kiếp nạn thánh nhân nhằm vào bọn họ bọn họ toát mồ hôi lạnh toàn thân bị bổ mấy chục phát điện quang bắn ra bốn phía cuối cùng coi như lui ra được diệp đồng đứng trong biển xét bắt đầu chống lại trời phạt như một vị thần trẻ tuổi đang tiếp nhận trời cao rửa tội, đắm chìm trong biển điện chớp. Loại đại kiếp nạn này thật là đáng sợ. Màu nhìn, xuất hiện đế tượng cổ, mười vầng mặt trời chiếu sáng bầu trời xuất hiện ở vùng tinh vực này. Loại kiếp phạt này có thể so với đại kiếp nạn thánh nhân rồi, rất nhiều người chưa chắc có thể vượt qua. Hai con kim ô cổ chua sót, toàn thân phát lạnh không dám tới gần chỉ có thể trơ mắt nhìn một thiếu niên cường thế quật khởi. Diệp Phàm gật đầu, trong lòng vui mừng loại đại kiếp nạn này phi thường đáng sợ, đại đế cổ trẻ tuổi tràm đạo cũng chẳng qua như vậy mà thôi nhỉ. Hắn ở bên cạnh thiên kiếp, không muốn quấy nhiễu Diệp Đồng, chỉ lặng lặng quan sát, mà hai con kim ô cổ lại trốn rất xa, sợ bị Diệp Đồng lợi dụng thiên kiếp ám toán. Thật giận, chỉ có thể trơ mắt nhìn lại không thể ngăn cản. Vậy làm sao bây giờ, đây là một thiếu niên có được phong thái của đế, mà sư phụ của hắn lại càng sâu không lường được. Chẳng lẽ muôn khai sáng kỳ tích từ xưa đến nay xuất hiện tình huống rầm rộ vô thượng một nhà hai đế hay sao? Hai con Kim Ô Lo Âu đối với tương lai tràn ngập một loại lo âu ngầm, trải qua vài canh giờ, thiên kiếp vẫn chưa tan, Diệp Đồng bị thương nặng, loại đại kiếp nạn này quá mức khủng bố, hắn gần trăm lần bị bổ nát thân thể nhưng đều gian nan vượt qua, rốt cục lại qua một canh giờ, lôi đỉnh đầy trời biến mất, khí hỗn độn tan đi, vô tận thiên địa tinh khí cùng thái dương hỏa tinh tràn ngập về phía Diệp Phàm chỉnh sâu vào trong cơ thể tràm đạo của hắn, độ kiếp thành công. Đi. Diệp Phàm xuất hiện, tế ra một khối trận đài mở vực môn lôi kéo Diệp Đồng bước vào, từ đó vượt qua tinh không. Chạy đi đâu? Hai con kim ô cổ giống to, nhưng khoảng cách quá xa căn bản không thể ngăn cản. Thiên kiếp vừa rồi quá khủng bố, bọn họ sợ dính nhân quả, cùng theo độ kiếp, hiện tại căn bản không thể đuổi tới gần. Các ngươi rửa sạch cổ, một tháng sau ta đem bọn ngươi giết chết, nướng thịt kim ô trên lửa trại thành âm lạnh băng của diệp phàm từ trong khe hở vực môn sắc khép kín chuyển ra hai con kim ô giận dữ nhưng là đuổi tới nơi này cái gì cũng đều đã chậm không thể ngăn lại chỉ từ trong thức hải tiểu quỷ trí dương thể kia tra ra bộ phận bí mật chưa kịp tiếp tục thì thánh thể nhân tộc kia đã tới rồi chúng ta không biết thiên tri thôn ở phương nào làm sao đi đoạt hồi đại tạo hóa kia được hai con kim ô trao mày nhưng lại không có biện pháp gì khi diệp đồng chạm đạo độ kiếp gây ra thiên địa dị tượng quả thật gây nên một hồi sóng to gió lớn ở bắc đầu tinh vực, có cổ thánh nhằm vào Thái Dương lại không thu hoạch được gì. Thiên trí thôn, bọn người Diệp Phàm trở về lập tức bị rất nhiều lão nhân vây quanh, đều biết được dị tượng kia là Diệp Đồng tạo thành. Sư huynh, người thật tài giỏi, không hổ danh cùng ta xếp vào tuyệt đại song kiêu, có phong phạm của ta. Tiểu đầu chọc hớn hở chạy tới, ôm lấy đùi hắn chúc mừng đồng thời chớp cặp mắt to như bảo thạch đen đòi lễ vật, lồm quòng xa xa vạn vật mẫu khí đỉnh chấn động tề la mở mắt nhìn vào không chớp trên đỉnh có các loại dị tượng vần quanh thành long thần hoàng phi tiên chú tước thần minh một đám quang ảnh xuyên thấu qua vách đỉnh mà ra tiên khí đầy trời một vẻ thần thánh tiến hóa dịch giai đoạn thứ tư sắp thành công tinh luyện ra lúc này bọn người cơ tử thánh hoàng tử đồng phương giã xuất quan ngay cả đại hấp cầu đều bị kinh động một cái đầu to lớn thò tới tiền hóa dịch trong vài ngày tới nhất định có thể ra lò, thời đại chúng ta có thể chiến thánh nhân tới rồi. Diệp Phạm nói, gió nổi lên, sương mù bay lên, đây là một cái thần linh tiểu giới thần bí, lưu tuyền và thần quang cùng lai động, thác nước cùng loan điểu cùng múa. Tục truyền đã là một tiểu giới được thần minh cổ để lại, bị người của thần triều viễn cổ chiếm được, diễn biến thành điện phủ của bọn họ. Núi cao quái thạch, kỳ phong sừng sững, tử khí bừng bừng, dị thú nằm phục, cũng có tảng lớn lãnh địa xanh um, sương mờ đầy trời ở nơi sâu nhất là một quần kiến trúc bằng xương nguyên quang mờ mờ bao phủ rất nặng ngừng thật trắng nghiêm đồng thời khiến người áp lực đây là điện phủ cổ xưa của nhân thế gian từ khi bọn họ thành lập đến giờ chưa từng bị người công phá vào đại biểu cho tử vong khiến người tuyệt vọng quỷ dị mà đáng sợ một khối xương trắng thật lớn nằm ngang phía trước xương cột sống dài đến mấy trăm trượng trải qua mười mấy vạn năm bất hủ sáng bóng như trước đây là một con cổ thú khổng lồ Ngày xưa nó bị chém giết ở đây, toàn thân xương cốt đều bị cưa xuống xây thành điện phủ, xương cột sống còn sót lại hóa thành trận kỳ thủ hộ nơi này. Trung tâm quần kiến trúc bằng xương này là điện phủ cổ nhất của nhân thế gian, xương xám đậm không tan, sát khí khóa vực viễn cổ, như tia như sợi trở thành thực chất lộ ra ngoài. Nó dĩ nhiên là di cốt của chư vương cùng thánh nhân luyện chế thành. Quy mô không lớn, có thể nói là rất nhỏ so với những cung điện khổng lồ kia cất chứa không được bao nhiêu người, nhưng loại tăng tương cổ xưa và sát khí này lại là kiến trúc khác xa xa không thể bằng. Đây là điện phủ cổ thần thánh nhất của nhân thế gian. Xương trắng lấp lánh, sang bóng lưu động, không phải là xương khô của thánh nhân thì là xương đầu của nhân kiệt thể chất đặc thù, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị và đáng sợ. Khí tức mục nát của nhân thế gian càng ngày càng dày, đường thành tiên sắp mở ra mà dương nghiệt của thiên đình còn tồn tại thế gian, nên nhổ cỏ tận gốc một thanh âm khàn khàn truyền ra, già nua không thành hình dạng như là tùy thời sẽ tắt thở khiến cho cả ngôi điện xương đều một mảnh âm khí dày đặc. Thiên đình ra một vị sát thành, một mực tìm kiếm vị trí thần linh tiểu giới, không trừ tất thành họa. Một thanh âm âm khí dày đặc khác vang lên mang theo một loại khí tức mục nát. Đây là một ngôi đền khủng bố, dùng xương xây thành, mà mặt đất thì trải thần ra cổ thành coi như là thảm, tàn ra sáng bóng tận xương. Dương nghiệt mà thôi, sớm không còn rực rỡ như trước hoang cổ, không có thành tựu ta đã bước đầu tra ra thiên tri thôn ở nơi nào, thành âm già cả cười lạnh nói. Yên lặng chờ bọn họ tinh luyện thành công tiến hóa dịch rồi sau đó hoàn toàn xóa đi, coi như đổ cưới, là một hồi tạo hóa nghịch thiên mang đến cho nhân thế gian và địa ngục. Dĩ nhiên là hai vị sát thánh, cũng không biết sống bao nhiêu năm, da bọc xương, hốc mắt họm sâu, tóc như cỏ dại giống như quỷ dữ. Tuổi của bọn họ còn lớn hơn tế la, huyết mạch khô héo nhưng chiến lược đáng sợ vô cùng, lấy sát chứng đạo, chuyên chém thánh nhân hai vị lão tổ bế tử quan nhiều năm như vậy không biết có phải có đột phá không, nếu là thật sự trở thành đại thánh, thiên hạ này còn sợ ai nữa. Máu thịt của sát tổ gần như cạn khô, nhưng tu vi kinh cổ kim, trước khi thiên địa trở biến đã thông thiên triệt địa, đáng tiếc một bước kia quá khó bước ra, nếu là để ngoại giới nghe được hai vị sát thánh nghị luận nhất định sẽ sần tập cái. Nhân thế gian cùng địa ngục còn đáng sợ hơn tưởng tượng của mọi người, không đơn giản chỉ có hai vị sát thánh tọa chấn như vậy cái cửu u một ngày không chết, hai vị sát tổ sẽ một ngày lòng có kiên kỵ. Ở phía trên bọn họ nhưng lại còn có hai vị sát tổ, từ lúc thiên địa chưa biến cũng đã có thể nhìn xuống sinh linh, chỉ là thọ nguyên khô héo, dưới tình huống bình thường sẽ không ra tay. Mà cũng chính hai người này năm đó từng theo dấu lão phong tử, suýt nữa âm thầm ra tay nhưng cuối cùng lại nhẫn nhịn. Hủy diệt dương nhiệt thiên đình, hai vị lão tổ hơn phân nửa khinh thường ra tay chúng ta dâng lên họ loại bảo dịch này kéo dài thọ nguyên, có thể khiến lão tổ thở ra một hơi. Đó là hai vị cổ thánh không muốn nhúc nhích một chút nào, sống năm tháng quá xa xưa. Cái cửu u sống quá lâu, tuy nhiên hẳn là sắp tọa hóa, lời nói âm trầm quanh quẩn trong điện phủ thần triều viễn cổ. Trên đời không người có thể tìm được thần linh tiểu giới, cứ yên tâm đi tàn sát sạch sẽ thiên trí thôn, cái gì trí dương thể, tuấn kiệt, kỳ tài ngút trời đều sẽ trở thành xương khô xây điện này. Mấy ngày qua ngoại giới náo loạn, Quần viễn trinh dò đường đi chủ tinh vĩnh hằng qua nhiều ngày như vậy còn không có tin tức mà vực ngoại thánh hiền thỉnh thoảng hiện thân khiến cho bắt đầu tinh vực này rung chuyển không yên tùy thời sẽ có bão lớn đột nhiên một loại khí tức khủng bố thổi quét thiên địa ở thiên ngoại minh mông cuồn cuộn phàm nhân chỉ là một trận tim đập nhanh nhưng lại không nhìn thấy cái gì cổ thánh đều biến sắc thứ này làm cho linh hồn bọn họ đều run rẩy tất cả chuyện to lớn đã xảy ra một số người rất nhanh vọt lên đường thành tiên mở ra rồi vào một ngày này, một tức rung động từ vực ngoại minh mông cuồn cuộn mà tới, chấn động bắt đầu. Cái gì, tiên lộ xuất hiện, nó, thật sự tồn tại, xuất hiện vào ngày hôm nay. Đây không thể nghi ngờ là tin tức bùng nổ, trừ thành tâm thần không yên, vạn tộc xôi trào, rất nhiều cao thủ bay về phía chiến trường vực ngoại. Nó tới là đột nhiên như vậy, khiến mọi người đều trở tay không kịp. Rất nhiều cường giả kêu to, xé rách hư không đuổi tới hiện trường. Vì sao lại ở vực ngoại mà không phải trên cổ tinh? Có người nghi ngờ nhưng cũng bất chấp nhiều như vậy, cơ hội chợt loái mà qua, chỉ có quyết đoán làm ra quyết định mới có thể có thu hoạch. Đây là một ngày mang tính bùng nổ. Đường thành tiên xuất hiện khiến mọi người gần như không dám tin. Là lời đồn hay là một hội âm mưu? Tại sao lại như vậy, không phải nói xuất hiện trên bắt đầu cổ tinh sao? Dù có người lòng còn nghi vấn cũng bất chấp nhiều như vậy, đuổi tới hiện trường chứng thực, phải hiểu thông suốt, mọi người điên cuồng, chư thành đều xuất phát mặc dù không là thánh, tu sĩ các tộc cũng đều không kiềm chế được, đi theo tổ sư đi tới, cảm xúc mênh mông. Người của thiên trì thôn tự nhiên cũng bị kinh động chạy tới vực ngoại, ngay cả sát thánh tề la đều tạm thời rời vạn vật mẫu khí đỉnh, muốn xem đến tụt cùng. Đúng thật là một cái tiên môn, đáng tiếc không ai có thể đi vào. Nó hư ảo không chừng, lúc ẩn lúc hiện ở vực ngoại, tu sĩ tới sớm đang kích động nghị luận. Bọn người diệp phàm tới, đuổi theo hai ngày rốt cục phát hiện tiên tung. Đó là một cái tiên môn mờ ảo, mông lung mà tường hòa, ngay cả cổ thánh cũng không thể tới gần. Tốc độ nó di chuyển quá nhanh dựa như mộng ảo, một chớp mắt xuyên tinh không, khoảnh khắc quán cổ kim. Các người cảm ứng được không, sáng mờ nó lưu chuyển hơn phân nửa là tiên khí, cách xa như vậy lại khiến thánh nhân không kìm nổi cung bái. Đây là một đại thịnh huống, mọi người vận dụng các loại thủ đoạn tới gần. Đây là một cái thần môn, rất không ổn định. Nó đến tột cùng thông hướng nơi nào, phía sau thật sự là tiên vực sao đi vào có người thành công một vị lão thánh nhân vương của thủy vương tộc vọt vào tiên môn có người hô lớn vô cùng khiếp sợ trong tiên môn truyền đến một chàng tiếng kêu sợ hãi rồi sau đó là tiếng cười ha ha quang môn rất nhanh biến mất mọi người xôi trào đuổi theo tung tích nhưng bất kể như thế nào cũng không tìm ra được hai ngày sau tiên môn tái hiện lão tộc chủ của hòa lân động cầm cổ hoàng binh đuổi theo kết quả cánh cửa giống như có linh tính khoảnh khắc chạy ra cùng hắn sát vai mà qua ha ha một vị thánh nhân vương của hỗn thiên tộc chìm sâu vào trong, ở trong phát ra tiếng cười to vô cùng vui sướng, như là phát hiện chuyện hưng phấn nhất. Thật sự nối với tiên vực, bằng không sao bọn họ lại vui sướng như vậy. Quần hùng phấn chấn, cặp mắt đều đỏ tranh đoạt tiên môn, ở vực ngoại tìm kiếm cánh cửa lũng ẩn lúc hiện nay. Đây là cái khe tiên vực, là dấu hiệu báo trước đường thành tiên sắp mở ra, nó quả thật nối với tiên vực. Lão tộc chủ của huyết hoàng sơn quát, tin tức này vừa ra, vực ngoại hoàn toàn vỡ hòa năm đó có cổ hoàng phỏng đoán khi đường thành tiên mở ra tất sẽ xuất hiện dao động tiên lực đáng sợ trước tiên đánh thủng hàng rào hai giới trong thời gian này một số cái khe tiên vực nhỏ hiện ra không thể tránh khỏi cũng có thể thông hướng tiên vực đây dù không phải tiên môn cũng là cánh cửa thần minh thái cổ để lại thông tới một nơi hỗn độn thần thổ vô thượng vô tận năm tháng sau khi chủ nhân chết lại mở ra từng tia từng đợt khí tức kia quá khủng bố có thể là khí thần minh loại suy đoán thứ hai ra lò, bởi vì xưa nay từng phát sinh chuyện như vậy, ai có thể đi vào tất là một loại đại cơ duyên. Mọi người hai mắt sung huyết, tất cả đều bạo động. Bất kể là tiên môn hay là một nơi hỗn độn thần thổ đều là một hồi đại tạo hóa, ai có thể vào khả năng một bước lên trời. Đại chiến tự nhiên không thể tránh khỏi. Thần môn này chỉ cần thoáng hiện tất sẽ có bao táp lớn, đã xảy ra rất nhiều chuyện đổ máu. Nhưng nhiều ngày qua đi, chỉ có ba người thành công đi vào, hơn nữa đều là thánh nhân vương, người khác không tranh nổi ra rồi lại xuất hiện rồi trong tiếng hò hét kèm theo đánh nhau sống mái một đám người vọt tới tranh đoạt quyền tiến vào tiên lộ diệp phàm giận người đây là trù bị trước khi đường thành tiên mở ra sao tương lai sẽ có đại chiến như thế nào chỉ là cánh cửa thần bí này đã khiến vực ngoại xảy ra huyết chiến tu sĩ bình thường căn bản không thấm vào đâu đi lên liền hóa thành xương máu ngay cả thánh nhân đều trực tiếp trọng thương không thể tưởng được thật sự có thể mọc cánh thành tiên đây là tiên khí thể chất của ta đang lột xác một vị thánh nhân vương của cổ tộc kinh ngạc nói, hắn thành công chiếm được tiên môn. Ngày thấy hắn nói vậy, rất nhiều người nghi ngờ trong lòng tức thì tan biến, điên cuồng ra tay, muốn cùng tiến vào. Nhưng khi vị thánh nhân vương này mau chóng mơ hồ, tiên môn lập tức biến mất dạng khiến mọi người tiếc nuối không thôi. Người thứ tư, đã bốn cao thủ tuyệt thể tiến vào, chúng ta còn có cơ hội. Tiếng người xôi trào. Ngày thứ 10, tiên khí từng đợt tái hiện tinh không vực ngoại. Lần này càng thảm thiết, máu tươi nhuộm đỏ thiên ngoại. Thật là tiên vực, rất mỹ lệ và tráng quan, ta nhìn thấy rồi, trời ạ, à, một con tiên phượng chân chính, nó có được khí tức trường sinh, ở trước mặt nó ta như là con kiến. Một vị thánh nhân vương rung động, không kìm nổi kêu sợ hãi, mọi người phạt cuồng, đường thành tiên là giấc mộng của bao nhiêu thế hệ, đại đế cổ đều không thể đi vào mà ngày nay bọn họ lại có thể tiến vào, cơ hội không nhiều, ai cũng không biết tiên môn sẽ đóng cửa lúc nào, vì vậy mọi người điên cuồng tranh đoạt. Gặp lại, ta sắp tiến tiên vực đây là một vị thánh nhân vương của đại la tộc, rất là luyến cựu, cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua rồi mới bắt đầu cất bước, nhưng mà dị biến phát sinh. Trước tiên môn vô thanh vô tức xuất hiện hai đạo hư ảnh gần như trong suốt, đồng thời ra tay ấn về phía trước, phốc. Thánh nhân vương của đại la tộc kêu thảm thiết, lại không tránh né được, không chống lại được bị người trực tiếp đánh chết. Đây là người phương nào, sao có thể đến gần thánh nhân vương, tu vi bọn họ phải cường đại cỡ nào. Mọi người rung động. Hiển nhiên hai đạo hư ảnh vẫn đi theo bên cạnh thánh nhân vương của đại la tộc, ẩn mà không phát, thẳng đến lúc tận mắt thấy kỳ cảnh trong tiên môn mới ra tay, không tiếng động đánh chết thánh nhân vương. Hai người này quá khủng bố. Sát khí, đây là sát khí ngập trời, có thể so với đại dương mênh mông. Trời ạ, à, sao lại có người đáng sợ như thế, giống như ma chủ đến từ địa ngục. Phía sau, mọi người rung động, cổ thánh vọt lên trước đều ngừng bước, mỗi người xương sống phát lạnh, lạnh từ đầu đến thân bọn họ chưa từng ra mắt người như vậy, ẩn thì như hư không, một khi phát tác sát khí dày đặc có thể so với một cái tu la chàng. Sau khi bộc phát ra ngay cả thánh nhân đều kinh sợ, hư ảnh hóa thực, mọi người nhìn thấy hai người gần như hóa quỷ, làn da khô quắt gầy như quay quỷ, hốc mắt họm sâu, mắt đều sắp khô cạn. Chính là hai người như vậy gạt bỏ một vị thánh nhân vương không một tiếng động. Nhân tộc, là cao thủ của nhân tộc. Sát thánh tề la biến sắc nói. Là, sát tổ. Địa ngục và nhân thế gian quả nhiên có nhân vật như vậy, ông. Thần môn run lên, theo hai bóng người như quỷ dữ khô heo biến mất cánh cửa này cũng không còn.